Xin chào tất cả các bạn nhé. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia wallet danh sách chờ để nhận NFT đến từ dự án của Linshot nha các bạn. Thì để tham gia game này các bạn cần click trên link mô tả dưới video nhấp vào link form nè các bạn. Rồi sau đó các bạn đừng chuyển qua tiếng Việt các bạn. Các bạn để tiếng Anh các bạn. Bạn chuyển qua tiếng Việt bị lỗi vậy. Rồi các bạn điền chỉ email mình vào nè các bạn. Rồi sau đó các bạn bấm vào bỏ con cái đi nha các bạn. Rồi bấm vào join wallet nè. Để tiếng Anh nha các bạn. Rồi sau đó các bạn mở địa chỉ email của các bạn ra các bạn confirm email nha các bạn. Nếu mà nó không hiện ra trong email, nó hiện trên màu đỏ thì các bạn bấm vào reset confirm email nha các bạn. Rồi sau đó các bạn mở email ra các bạn confirm email nè các bạn. Đây thì mình sẽ dùng. Rồi các bạn nhập vào thư get. Tất cả thư nha các bạn. Nó không gửi về email mình ta. Số siêu verify mail đâu ta. Các bạn cố gắng đợi từ 3 đến 5 phút nha các bạn. Thứ 9. Rồi nha các bạn, nó sẽ gửi về cho các bạn một cái email nè. Các bạn bấm vào một verify mail nha các bạn. Rồi đây dự án này các bạn cần tuyển ghép nha các bạn. Nếu mà một ghép thì các bạn sẽ nhận được một NFT Passive Level 2 nè các bạn. Một biệt thự các bạn. NFT đẹp quá. 5 ghép thì các bạn sẽ nhận được NFT Level 3 nè các bạn. Chỉ giá 1.000 đô nè các bạn. Cho đến 2.500 đô nè các bạn. Rồi vậy các bạn việc copy cái liên ghép này mình chia sẻ trong bè những người thân nha các bạn. Rồi vậy video của mình đã hướng dẫn các bạn nhận NFT đến từ dự án của Linshot đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Vì mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn những video tiếp theo từ mình nhé.